Anh nói bụng quá à, khó lắm luôn á. Nấu mì gói ăn nha. Thôi giờ 3 giờ sáng anh đi gói mập lắm, tôi ra tắt sầu riêng cho em ăn đi. Ăn sầu riêng nó ít mập hơn ha. Không, mà em ăn sầu riêng. Thôi anh đang coi phim mà, đi ăn mì gói đỡ đi. Thì anh bâu lại đi rồi xong làm sầu riêng cho em ăn xong mình coi tiếp. Bị khùng ở ngoài khẩu kia gần chết này nè, đi ra bâu lại bà chết rồi sao? Rồi bà đó không có chết được đâu, mệt lắm. Bây giờ anh không cho em ăn sầu riêng em chết á. Bây giờ bà chết hay quan trọng hơn em chết quan trọng hơn? Thôi ra mì gói đỡ đi. Thôi em ăn sầu riêng. Trời, anh Tuấn hình xanh mới cho mấy ba chiếc sầu riêng vậy rồi tắt cho em ăn đi. Tự nhiên anh Tuấn nó cho chi vậy, mệt ghê luôn. Điên hả? Anh quý anh mới cho chứ còn gì nữa. Giờ có tắt cho em ăn không? Thôi mệt lắm mày. Giờ em hỏi là nữa có tắt cho em ăn không? Một, hai, ủa em tính ăn sầu riêng hả? Ừ, sầu riêng anh tính tặng ngon ha, anh tính hay ghê á, anh tặng đúng thời điểm mà tặng đúng lúc á, sầu riêng anh tính chắc ngon ha, để anh tách sầu riêng cho anh ăn nha, tại anh tính rồi đó, vì anh tính anh mới tách cho em ăn á. Hồi trước chưa có lấy vợ toàn là người ta mua sầu riêng đem đây cho tôi ăn không. Bây giờ lấy vợ rồi, nửa đêm 2 giờ sáng thức dậy tắt sầu riêng cho vợ ăn. Thôi kệ, vợ vui là được rồi đúng không? Ừ. Nhiệm vụ là phải làm thôi. Bây giờ là tắt sầu riêng nha. Bây giờ là 2 giờ sáng đó, tắt sầu riêng, vui lắm. Ừ, vui. Vui lắm. Anh Tuấn ơi, em thương anh ghê. Em sầu riêng nè, em sầu riêng, em sầu riêng nè, em má khui sầu riêng tát tay luôn.